Xin chào anh em nhé. Mình từ lâu rồi mình đã làm rất là nhiều cái video để giới thiệu phần mềm và hướng dẫn anh em cách sử dụng về những cái phần mềm đo đạc hệ thống âm thanh, hướng dẫn anh em setup âm thanh luôn. Thì thông thường thì mình hay làm những cái thiết bị về digital là về số á. Thì có những cái bạn mà ít tiếp cận về cái công nghệ số, các bạn đang dùng những cái thiết bị analog là bản mixer analog này, rồi chỉ có cái crossover á. Ví dụ cái các anh em hay dùng nhất là cái Direct 260 của Debix. Thì hôm nay mình cũng giới thiệu và mình cũng chỉnh trên cái đó luôn. Nhưng khác những cái video trước là mình sẽ làm toàn bộ những cái thiết bị xử lý ở sử dụng bằng tay hết, mình không kết nối nó vào máy tính nữa, mà mình để làm sao anh em dễ thao tác nhất và anh em dễ sử dụng nhất. Đương nhiên cái phần mềm smart trên máy tính thì đương nhiên là anh em phải sử dụng máy tính rồi, nhưng cái đấy không quan trọng. Cái đấy thì mình có rất là nhiều cái video hướng dẫn về sử dụng cái phần mềm đó rồi, thì anh em chỉ nhìn cái là anh em có thể sử dụng được thôi, hoặc là mình có thể cài cho anh em sẵn dùng thôi. Vì cái phần mềm á, thì anh em chỉ để nhìn, chúng ta nhìn và thao tác một số cái rất tác vụ rất đơn giản thôi, cái phần mềm không có gì cả. Hôm nay mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn cho anh em trên cái phần mềm Smart V9. Cái phần mềm Smart V9 thì thời gian gần đây đã có rất nhiều anh em đã sở hữu dù bằng cách này hay cách khác. Thì mình sẽ hướng dẫn ở trên cái phần mềm đấy để anh em làm quen và anh em sẽ chỉnh bằng cái phần mềm đấy cho nó tốt hơn nhá. Còn cái hệ thống ở đây thì mình, cái không gian mình nó nhỏ cho nên mình chỉ lắp cái hệ thống nhỏ thôi. Hệ thống to thì nó cũng tương tự. Ở đây sẽ có cái bàn mixer là Yamaha MG20XU này, và cái main 4 kênh của DAP và cái crossover Debix Direct 260 nhá. Ngoài ra những cái công cụ để đo đạc thì anh em biết đến mình cũng vậy thôi. Thì mình thường xuyên cung cấp những cái thiết bị đo đạc hệ thống âm thanh ấy, thì nhà mình luôn sẵn cái sao cạc Tascam US2x2HR này, mic Audix và dây kết nối, đương nhiên là có cả chân mic rồi, phần mềm smart trên máy tính. Rồi chúng ta bắt đầu nhá. Quên, cameraman đừng chuyển cảnh vội. Có một cái này rất là quan trọng nhá, và chắc là anh em sẽ rất là quan tâm. Nếu cái video này của mình mà được 1k view thì mình sẽ thanh lý cái bộ công cụ để mình sử dụng ngày hôm nay. Đó là gồm có một sao cạc Tascam 2x2HR, đây là mới 99,9% nhá. Rồi mic Audix TM1, bộ dây sao cạc và chân mic với giá 11 triệu. Và bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào thực hành và căn chỉnh nhá. Thông thường anh em đi show ấy, thì anh em hay để loa full với loa sub ở cùng hai bên là cân xứng nhau. Thì hôm nay mình sẽ ở đây mình sẽ hướng dẫn anh em setup cái loa full và loa sub ở một bên, sau đó anh em đồng bộ sang bên với còn lại thì đương nhiên là hai bên giống nhau rồi. Và kết nối thì sao? Kết nối thì chúng ta sẽ kết nối cái dây tín hiệu từ sao cạc để phát tín hiệu pin nội vào mixer, sau đó chúng ta sẽ out cái hệ thống mixer ra cái 260 thì anh em làm bình thường rồi, và từ cái 260 cắm tín hiệu ra main và loa ra main của full và main của sub. Ở đây mình cứ dùng cái sub điện thì mình sẽ cắm thẳng ra sub điện luôn đó. Sau đó thì chúng ta kết nối USB, dây USB máy tính vào sao cạc và mở phần mềm lên và bắt đầu. Việc đầu tiên của chúng ta khi đã qua hết các bước chuẩn bị kia thì tất nhiên phải mở phần mềm Smart V9 lên rồi và kết nối nó với sao cạc. Và bây giờ chúng ta bắt đầu đi routing, kết nối, cài đặt trên máy tính cũng như là điều chỉnh các cái nút âm lượng trên sao cạc nhá. Rồi, mời các bạn nhìn vào màn hình máy tính của mình nhá. Thì đây là cái giao diện của cái phần mềm Smart Version 9 nhá. Đây là mình cũng như cái video trước mình đã nói thì mình quen hay dùng ở V8 rồi, thành ra là bây giờ V9 này là phải setup lại nhá. Thì khi mở lên thì nó sẽ như vậy, hoặc là có thể các bạn có thể đổi cái skin nó sang màu trắng nhá, sang màu đen nhá, mặc định nó sẽ màu như này, nhưng mà để cho nó mới lạ ở trên cái video thì mình sẽ chuyển sang nó màu trắng đó. Rồi, ok. Thì đương nhiên khi cắm vào cái MacBook của mình thì mình không cần phải cài đặt các driver gì khác cho nó phức tạp. Thì mình mở lên thì nó đã nhận cái driver của cái sao cạc Tascam rồi. Thì mình chỉ việc tích nó chọn vào đây thôi, cũng giống như V8. Rồi, xong mình đóng vào.
Mình mở to cái này ra để nhìn cho nó dễ nhá. Và ở đây nó những cái thẻ ở đây nó khác cái Smart V8 một chút nhá. Thì bây giờ anh em ở đây anh em có thể bấm sang, muốn sang cái phần setup face ấy, thì anh em bấm là view TF view nhá. Đây, đây là cái giao diện của TF view và chúng ta routing thì chúng ta sẽ chọn vào cộng một cái phép đo ở đây. Đó. Rồi, sau đó ta đặt tên thôi, mình đặt tên là đơn giản vậy thôi. Và cái dòng thứ hai là device thì đương nhiên là cái sao cạc của chúng ta rồi. Và dòng thứ nhất là dòng input của mic thì chọn in 1 và mình đang cắm tín hiệu so sánh vào in 2 thì mình chọn in 2. Và ở đây nó có khác cái V8 nữa là Chris and Close hoặc là Chris một lần. Và nó sẽ không đóng cái bảng này, nó sẽ nếu mà anh em ấn dòng trên này thì nó sẽ không đóng cái bảng này đi và nó sẽ cho anh em tạo tiếp một cái bảng tiếp theo. Thế nhưng mà ở đây mình chỉ dùng một mic thôi nên mình chỉ tạo là Chris and Close luôn. Đó, thì nó sẽ đóng cái giao diện tạo phép đo vào. Rồi, tiếp theo đến cái phần ping noise thì chúng ta bấm vào signal ở đây. Nó khác cái V8 ở chỗ là nó có output config như hôm cái video trước mình đã giới thiệu ạ. Output config thì chúng ta ở đây chúng ta có thể phát ra rất nhiều cùng một lúc, chúng ta có thể tích hết tất cả các cái in out ở đây. Và ở bên dưới đây thì anh em chọn ở đâu thì nó cũng sẽ phát ra đó. Đó. Ở đây. Ví dụ như vậy. Đấy, nó sẽ phát ra tất cả các cái device mà chúng ta chọn. Thì ở đây mình chỉ chọn cái 2x2HR thôi nhá. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ lưu cái preset ping noise này vào. Rồi chúng ta đã store. Store thì đây nó sẽ mặc định nó là preset 0. Thôi mình chọn ok luôn. Đó. Sau khi nó đã lên preset 0 thì anh em phải chọn vào cái preset 0 và chúng ta bấm make active để cái preset nó có tác dụng nhá. Rồi, sau đó chúng ta close đóng. Để mình giới thiệu, để mình nói sơ qua một chút nữa về cái nguyên tắc hoạt động của cái smart này. Cái smart này nó viết tắt của một cụm từ thôi chứ nó không phải là cái từ thông minh như cái nghĩa tiếng Anh anh em hay nhầm tưởng. Đó. Cái nguyên tắc hoạt động của cái smart này nó sẽ phát cái tín hiệu ping noise từ máy tính vào sao cạc và ra hệ thống của chúng ta. Sau đó thì cái mic RTA ấy, sẽ thu lại vào cái input này và đưa ngược trở lại vào phần mềm để chúng ta sẽ so sánh cái tín hiệu gốc và tín hiệu ngược lại, xem hai cái tín hiệu sau khi đi qua hệ thống nó thay đổi như thế nào. Từ đó nó sẽ đưa cho chúng ta lên hiển thị để chúng ta phân tích những thay đổi để chúng ta căn chỉnh nhá. Đó là nguyên tắc hoạt động của Smart, nó sẽ chạy một vòng như vậy. Đó, quay trở lại phần mềm thì đây nó là những cái thẻ mà để view thì nó sẽ nằm ở, bây giờ nó sẽ nằm ở đây. Đó, bây giờ thông thường là mình setup không cần kỹ lưỡng quá thì chúng ta sẽ chọn là 1/3 trên octa, tức là một octa nó sẽ có 3 cái điểm để nó hiển thị ạ. Rồi nó sẽ nối những cái điểm đấy vào nhau. Ok rồi, rồi bây giờ chúng ta bắt đầu nhá. Chúng ta bắt đầu nhá. Ở cái video trước thì mình đã giới thiệu về cái DBX Direct 260 này rồi và mình cũng đã có hướng dẫn anh em về routing cho nó và cách sử dụng của cái 260 trước rồi. Anh em chưa xem có thể xem lại trong cái danh sách video của mình nhá. Thì ở đây mình đã routing sẵn, nó là 2x6, tức là 2 in và 6 out. Đấy. Thì bắt đầu thôi. Bây giờ mình đang cắm ở đằng sau, setup ở đằng sau là cái out số 1 là cho ra sub và out số 3 là cho ra full nhá. Thì hoàn toàn ở đây mình chưa chỉnh cái gì. Thì trước tiên là mình phải định hình trước cái loa của mình, là ở trong video này là mình quay ở cái loa bass 20 cm, cái loa full là bass 20, còn cái loa sub là bass 30. Thế nên mình sẽ chọn X over cho nó trước. Thì cái X over của loa sub thì chúng ta sẽ low cut ở 22, nó cắt cao lên một chút xíu để cho nó gánh vào cái full nhá. Cái full thì nó bass nó bé, thành ra là khoảng hơn 100 đi, 110 gì đó. Đó. Về cái HPF thì
thông thường mình hay để nó khoảng từ 25 đến 35. Đó, mình để 25. Và tiếp theo là bấm next tiếp, nó sẽ sang cái 34 là của cái full. Thì đây. Cái này là low pass filter. Thì mình lấy next tiếp này nó sẽ là high pass filter nhá. Đó, high pass filter thì cái sub mình để nó 111 thì cái full mình cũng để 111 luôn. Và 111. Và cái kiểu cắt á, lúc cắt và kiểu cắt thì mình sẽ chọn thông thường nó sẽ là BVK24 nhá. Rồi, để xem lại lúc nãy là mình cắt cái sub là kiểu gì. Đó, cũng là BVK24. Rồi. Phần tiếp theo là mình sẽ phát ping noise ở trên phần mềm và đẩy tín hiệu ở mixer lên thôi. Ở mixer thì chúng ta để mặc định, chúng ta không chỉnh gì luôn nhá. Bây giờ mình sẽ điều chỉnh những cái nút volume ở trên sao card để cho nó có tín hiệu ra, và điều chỉnh những cái nhiều cái video trước mình cũng đã nói là điều chỉnh cái tín hiệu ở trên màn hình, ở trên cái tép đo ấy. Đây là đường so sánh này, còn đường tín hiệu mic thì tí nữa mình sẽ điều chỉnh tiếp. Thì điều chỉnh để làm sao nó cân xứng với nhau nhá. Rồi, bây giờ phát ping noise từ mixer ra này. Trước tiên thì mình sẽ mở cái full trước này. Cái bước đầu mở full lên thì anh em phải file delay nó nhá. Anh em có thể bấm vào file delay hoặc là anh em tích vào cái chấm, bấm file delay hoặc anh em tích vào cái chấm 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 ở đây là nó sẽ tự động file delay cho anh em. Đó. Rồi, ở đây á thì mình thấy là cái những cái tần số dư thừa ở phía dưới của cái loa full nó đang bập bềnh và nó đang bị nhiễu lên trên, thì mình sẽ phải thay đổi cái dốc cắt của cái loa full để cho nó cắt nó gọn gọn cái chân lên để mình setup nó dễ hơn nhá. Thì mình sẽ thay đổi cái kiểu cắt của cái loa full, nó sẽ thành 48 này, left right 48 nhá. Sau đó mình lại phát ping noise ngược lại. Đấy, anh em quan sát nhá. Trong những cái trường hợp nó do không gian nó dội này và nó bị ảnh hưởng ở nhiều cái yếu tố khác từ vị trí đặt mic, rồi vì bất cứ lý do gì mà những cái pha của chúng ta ấy nhìn nó rất là xấu và nhìn như hình như cái pha màu đỏ này thì anh em không thể nào anh em setup được. Nhìn như thế này thì anh em không thể nào đồng pha được cái bằng cái pha này rồi. Nên chúng ta sẽ dùng những cái phương pháp là thay đổi dốc cắt và kiểu cắt để làm sao nhìn cái phase nó dễ nhìn hơn, để chúng ta setup cho nó dễ nhá. Hình như ở đây là cũng là một cái yếu tố để chúng ta setup phase nó dễ hơn nhá. Đây, đó, anh em nhìn thấy không? Đó. Rồi, sau khi mình đã đưa cái phase nó dễ nhìn hơn một chút thì chúng ta sẽ chụp hình nó vào. Và tiếp theo chúng ta sẽ tắt cái loa full và mở cái loa sub lên rồi chúng ta phát ping noise tiếp nhá. Đó. Bây giờ mình sẽ chụp hình lại rồi mình sẽ tắt cái tiếng đi, mình sẽ phân tích với anh em là nó làm sao nhá. Đó.
Ở hình này á thì anh em nhìn tổng thể cái đường phây này như những cái clip trước mình đã nói á, thì nhìn tổng thể cái những cái đường phây này thì cái phây nào nó nằm nghiêng hơn thì cái phây đấy nó đang tới trước nhá. Thì phây đang tới trước thì chúng ta phải can thiệp vào nó thôi, một là delay, hai là thay đổi dốc cắt và đảo pha những cái công cụ ở trong cái crossover nhá. Cái phương án là cái sắp đây nó đang nhanh hơn cái phây nó đang tới trước nhá, mà nó lại nằm ở phía sau. Thế nên mình sẽ chọn cái phương pháp là mình sẽ đảo cái phây của cái sắp này. Chúng ta quan sát trên màn hình nhá. Ta giữ lại cái phây của cái full và tiếp tục phát ping nó nhá. Delay cái đảo phây cái sắp này. Em bấm vào in out đây thì nó sẽ ra cho em chỗ đảo phây nhá. Đây là out số 1 này. Mình bật on lên và mình đảo phây nó. Rồi. Đảo phây này. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ quay qua phần delay. Đấy, delay đây thì nó đang off và mình sẽ mở on nó lên. Chúng ta ấn cái nút to này nó sẽ xuống chỗ để chúng ta delay nhá. Mình bấm bấm vào cái nút put này một lần nữa để chúng ta delay chậm chậm hơn nhá. Mình cho cái hiển thị này nó nhanh hơn chút xíu để nhìn nó dễ hơn. Đây, anh em có thể kéo xuống để anh em nhìn nó tổng thể cái phây hơn nhá. Bởi vì nhìn như thế này thì nó lại phây nó sẽ dính ở cái quãng trước. Thành ra là chúng ta sẽ nhìn nó hay bị sai. Đây. Tiếp tục bị lây nhá. Đó. Thì ở đây á, cái khu vực này thì ở dưới nó của cái full nó không gần như không có, thành ra là chúng ta sẽ không quan tâm đến cái phây nó đang chạy bị nhiễu ở dưới này, mà chúng ta chỉ quan tâm cái phần này và một chút xíu ở trên này thôi. Đó, là cái phần của cái đường phây trên này nhá. Sau đó chúng ta sẽ chụp hình vào. Sau khi đã setup đưa được phây nó về gần như sát với nhau rồi thì chúng ta sẽ mở nốt cái full lên và chúng ta sẽ xem kết quả nó như thế nào nhé. Anh em quan sát hình nhá. Thì ở đây những cái thao tác đó là bây giờ hiện tại là mình đang delay cái sắp 1,96 mili giây nhá và đảo phây nó. Rồi cái bước trước tiên lúc đầu ấy thì chúng ta thấy cái phây của nó bị nhiễu rất nhiều ở dưới, nên ta sẽ dùng những cái biện pháp là thay đổi dốc cắt này và có thể là thay đổi tần số cắt nữa để làm sao cho mình nhìn cái phây nó dễ hơn và setup nó dễ hơn nhá. Đó, thì bây giờ mình đổi màu mấy cái này để cho anh em dễ nhìn cái phây hơn. Đó, thì dễ nhìn cái phây hơn để anh em thấy nó khác biệt, thay đổi nó thay đổi ở đâu. Yes. Đó. Ok. Cái này mình cho nó sang màu đỏ đi. Cảm. Đó. Anh em quan sát ở bên dưới đây, anh em sẽ thấy là nó cái khoảng nó đồng phây thì nó sẽ cộng hưởng nhá. Cái sắp ở trên này cơ. Đây. Đó, đây là nó đồng phây thì nó sẽ cộng hưởng nha anh em nhé. Sau khi chúng ta đã kiểm tra ở trên máy, trên phần mềm báo
chúng ta có thể nhìn thấy là nó đồng phây và nó có cộng hưởng và nó sẽ không bị suy hao ở một chỗ nào đó cả. Thì cái bước cuối cùng, cũng như những cái mình chia sẻ ở trước đây, thì cái bước cuối cùng của chúng ta là chúng ta sẽ phát nhạc lên để chúng ta nghe thử. Và quan trọng nhất là chúng ta phải nghe được đã. Chứ phần mềm hay là smart, cái thứ gì báo có chuẩn hay không chuẩn, nó không quan trọng bằng việc anh em nghe nó có ổn không nhá. Rồi, chúng ta, anh em cứ nghe thử một bài nhạc đi. Đó, sau khi đã setup xong hết những cái có thể ở trên phần mềm và ở trên cái 260 thì chúng ta sẽ tạm thời chưa lưu vội nhá, để chúng ta nghe, nếu mà ổn thì chúng ta sẽ lưu lại. Đó, thì chúng ta sẽ mở một bài nhạc để nghe. Đó, xem nào. Bắt đầu. Vừa rồi thì mình đã chia sẻ với anh em cách để chúng ta set up một hệ thống âm thanh. Tuy rằng hệ thống âm thanh của mình ở trong cái không gian này thì mình set up hệ thống âm thanh nhỏ thôi. Nhưng những cái trường hợp tương tự thì anh em hãy cứ làm như vậy nhá. Và nếu có cái gì thắc mắc hay có những cái gì mà anh em, những cái trường hợp mà anh em nó bị phát sinh nó khác với cái video của mình ở ngoài thực tế, thì anh em có thể là chụp hình hay quay phim vào gửi đến cho mình để mình có thể hỗ trợ anh em sớm nhất nhá. Ngoài ra thì hôm nay mình cũng có hướng dẫn cho anh em về cách điều chỉnh những thứ ở trên cái Direct 260 của Debix. Thì còn nhiều những thứ khác nữa và mình có làm, sẽ làm ở trên cái Smart V9 này. Thì anh em chú ý lắng nghe nhá. Và đừng quên chia sẻ những cái điều mình chia sẻ ở cái video này cho nhiều người, nhiều anh em biết đến để anh em có thể thực hành hay anh em có thể làm được nhá. Và nữa là nếu có thắc mắc hay có hỏi hay có đề nghị gì thì anh em vui lòng comment hoặc nhắn tin cho mình để mình làm những clip giải đáp hay là chia sẻ đến anh em sớm hơn nhá. Rồi, xin chào anh em.